Dude, what? Damn bro. Damn bro. Đây là lần mở secret có lẽ là hên nhất của MB Đại Thần các bạn ạ. Aether Knight hay còn gọi là Yuno trong Black Clover. And wow, Anime Defender vừa tiếp tục update ra cái bản cập nhật thứ 2 trong update 4 của mình các bạn ạ. Và lần này chúng ta sẽ có một cái banner hoàn toàn mới, đó là hai nhân vật cực kỳ quen thuộc, Yuno and Asta trong Black Clover. Và trong video ngày hôm nay thì anh Bi Huỳnh sẽ cooking, nấu chính cái tựa game này và sở hữu cho mình hai con secret mới nhất trong các banner đó. Đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh để giúp cho kênh Bi Đại Thần 02 đạt 300.000 người đăng ký trong tháng này hoặc là tháng sau nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thế nào? Let's go! Thôi được rồi, phải thừa nhận ra Anime Defender là một đội ngũ làm việc cực kỳ là siêu tốc. Từ lúc mà anh Bi Đại Thần biết đến Roblox đến bây giờ thì đây là cái đội ngũ mà tôi nghĩ là chất lượng nhất các bạn ạ. Không nói về cái tựa game này nó có thật sự hay như những tựa game thủ thành khác như là Toilet Tower Defense hay không, nhưng đội ngũ của họ làm việc rất chi là chăm chỉ. Update mà đến mức mà tôi còn chưa kịp sở hữu 3 cái con secret cổng ở cái update trước thì họ đã cho ra cái bản mới rồi. Mà làm content không kịp với lại mấy anh này luôn là các bạn hiểu rồi. Và well, alright, chúng ta sẽ có gì đây? Bản cập nhật lần này thì chúng ta sẽ có một cái bảng summon mới và một cái đơn vị tiền tệ mới là Lucky Ticket. Tức là sao? Tức là các bạn sẽ convert, tức là chuyển đổi từ gem sang cái vé Lucky đó. Ok, các bạn nhìn tôi chuyển đổi này. Đó, và tối đa một ngày, tức là 24 tiếng thì các bạn sẽ chuyển đổi được 500 cái Lucky Ticket này các bạn nhé. Đó, chỉ được 500 mà tối đa này với giá là 7.500 gem. Cực kỳ rẻ. Nếu theo như shop tôi thì là có 6k, các bạn chưa tới 6k, khoảng tầm 3-4k gì đấy là các bạn đã có 500 cái vé Lucky Ticket này rồi. Ok, convert thôi nào. Quá đơn giản luôn. Và ngoài ra cái vé này các bạn có thể kiếm được nhờ đi, thứ nhất là đi Infinity này, thứ hai là đi Challenge cũng có luôn này, thứ ba là đi chế độ Thế Giới Gương nó cũng có luôn nha. Nói chung cái vé Lucky Ticket này nó giống là một cái đơn vị tiền tệ mới mà được admin thêm vào vậy đó. Và dĩ nhiên rồi, như những cái bản cập nhật gần đây thì tất cả những cái bản vật phẩm bao gồm unit mới này, bao gồm cái vé Lucky này và bao gồm những cái cánh cổng mới được thêm vào thì sẽ không thể chơi được. Nói chung cái tựa game này nó không cho chơi nữa các bạn ạ. Nó đang làm kiểu như là cho những thằng sở hữu gem phải xả hết gem đi kiểu vậy đó. Nó không có cho kinh doanh bất kể một cái điều gì hết. Cho nên là cái mấy cái sự kiện này chủ yếu là các bạn cày chay là chính các bạn nhá. Rồi, không liên toa lên tuyên, chúng ta hãy cùng làm một tí may mắn để xem là bao nhiêu lần tôi sẽ có được em secret các bạn nhá. Thằng này 82.22%, thằng Rare này thì tôi đoán là Inosuke bro. Dạ, Inosuke không giống Inosuke lắm nhưng mà nó đội cái đầu gấu thay vì là đầu lợn các bạn ạ. Zen's Workman thì tôi cũng không biết là ai. Storm Slayer hay là thằng Jetfire Client này thì tôi nghĩ đó là thằng Asta. Còn Secret thì là Yuno. Tôi cũng không hiểu hai thằng này trình độ trong Black Clover nó ngang nhau mà tự nhiên vào đây thằng Asta chỉ được là Mythical, trong khi đó thằng khứ Yuno nó lại được tới tận gọi là Secret các bạn ạ. Ok, lần tiếp theo. Ôi, chưa ra mới thích các bạn ạ. Come on bro. Wow, con mi thích đầu tiên. Hold on, nó có phải là shiny hay không? Làm ơn là shiny. Please, shiny. Damn bro, không phải shiny các bạn ạ. Đây, đây là Asta các bạn nhé. Lý do tại sao tôi có thể chắc cú đến như vậy là bởi vì admin đã đăng tải một cái quả video khi mà hai thằng khứa này nó evo lên, nhìn nó không khác gì thằng Asta với Yuno cả, cho nên là tôi chắc cú với các bạn đây là Yuno và Asta các bạn nhé. Đó, mẹ cởi chân cầm thanh đại đao to to vậy, chỉ có thể là thằng Asta mà thôi. Thanh kiếm kiểu thanh kiếm đen này, Duxwood là cái vật phẩm để nâng cấp này. Chọn không sai một tí nào. Yuno và Asta. Về cấp độ Black Clover này tôi cũng không có nhớ lắm các bạn ạ. Hình như thằng Asta là nó trong Hắc Bộc Ngưu Đoàn với đoàn trưởng là một người cực kỳ mạnh là Yami. Còn Yuno thì là ở cái đội gì nhỉ? Kim gì ta? Từ từ, hold on. Không check Google để tôi nhớ. Oh, Secret Tool, what? Damn bro. Đây là lần mở secret có lẽ là hên nhất của anh Bi Đại Thần các bạn ạ. Tôi nhớ luôn rồi, Yuno ở trong Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn. Let's go.
Oh my god. Có đúng là Juno hay không? Có đúng là Juno hay không? Vào Aether Knight hay còn gọi là Juno trong Black Clover. Nó đây chứ đâu nữa. Nó đây chứ đâu nữa. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Với cái bộ đồ mà thằng này nó đang mặc thì không thể nào nhầm lẫn là một nhân vật nào khác được rồi các bạn ạ. Alright, để mà Evo tiến hóa nhân vật Juno này thì chúng ta sẽ cần một cái Spiritual Butterfly, một cái con bướm linh hồn à. Ok. Và khi nâng cấp lên thì mẹ cái ngoại hình nó cũng đều thay đổi luôn này anh em. Nó chỉ để thay đổi mỗi cái tên. Trong cái đó thì thằng này thay đổi. Ừ, thằng này lại thay đổi. Còn thằng này thì thay đổi một cái tên à. Ừ. Sao chả có gì đặc biệt vậy. Trong cái video mà tôi coi nó khác như vậy lắm mà các bạn. Đây để tôi mở cho các bạn video mà admin leak ra nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Đây là Juno và Asta. Khứa Juno nhìn ngầu không? Nó mặc đồ khác luôn nè. Asta thì chuẩn ra thằng khứa cởi chân đây này. Đấy, cởi chân này không? Còn Juno thì không giống. Juno phải thay đổi bộ đồ chứ. Hay là lỗi nhỉ? Để tí nữa tôi tiến hóa lên thử xem sao các bạn nhá. Ok. Và như vậy là wow, chỉ mới vài chục lượt thôi mà anh Bi Đại Thần đã sở hữu cho mình được con secret mới nhất của cái banner này. Quá may mắn các bạn ạ. Danh hiệu Lucky Boy, chàng trai may mắn đã quay trở lại với anh Bi Đại Thần trong cái buổi video thật sự là cảm xúc ngày hôm nay các bạn ạ. Các bạn hãy bình chọn đi. Nhấn phím comment W nếu thấy anh Bi Đại Thần hợp với cái bộ outfit này. Yes. Quá đẳng cấp các bạn ơi. Cảm giác như cái Avatar Pro Block của tôi, cái khuôn mặt siêu đẹp trai của tôi, nam thần của tôi, nó hợp với tất cả những cái bộ đồ trong anime Defender các bạn ạ. Một cái thế đứng ngạo nghễ của một nhà vua, một pháp sư mạnh nhất thế giới Clover. Một God of Pay to Win. Một God of Pay to... À không, tao hôm nay là Lucky Boy rồi mày ơi, tao mở mấy chục lần thôi. Mình đéo gặp cây thế gì. Thằng này có đéo ra các bạn ạ. Mình đang tính là mẹ đéo ra hôm nay tao sẽ chơi khô máu. Tao sẽ Pay to Win để mở bằng được. Nhưng mà thế đéo nào nãy may quá. Má, quá đỉnh cao. Con thứ hai các bạn ơi, con thứ hai. Tôi đang summon ở cái nick phụ của tôi để tôi có cái trang bị để Evo sau đó review cho các bạn xem luôn. Thì chúng ta được con thứ hai các bạn ơi. Let's fucking go. Tay siêu to chỉ có thể là anh Bi Đại Thần. Slack ơi, anh ra con thứ hai đi em yêu ơi. Anh đừng nói chuyện với em. Aether Knight, you know bro. Alright, tôi sẽ craft cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ craft cho các bạn xem. Đây là cái vật phẩm để có thể tiến hóa Spiritual Butterfly. Ok chưa? Và bây giờ sẽ tiến hóa này. And boom! Nó vẫn là cái luồng aura. Ê! Cái luồng aura này giống con Dragon Maid, con pháp sư mới ra các bạn ạ. Khá là giống màu xanh, xanh hơi lá cây một tí. Xoài! Mà đúng là một con unit xịn vào cái nick phụ cái avatar ghẻ có khác nhìn đéo thể nào mà sang hơn được. Nhìn hèn vãi cả hò luôn các bạn ạ. Má cái này mà nó vô cái bộ outfit của tôi thì nó hết nước chấm mẹ luôn. Rồi, ngay bây giờ tôi sẽ vào test thử cái kỹ năng của nó. À quên, chúng ta còn thiếu gì các bạn nhờ? Chúng ta sẽ còn thiếu là up cho nó lên level 70 cái đã nè. Bam. Up level 70, lượng đam là 2314. Và tiếp theo là sẽ ép cho nó cái dòng chỉ số là Triple A hoặc là Triple S. Và cuối cùng là Almighty One. À, và cả thêm cả cái Spirit này nữa. Dù là con unit không chơi được nhưng mà vì làm video cho các bạn cho nên là tôi phải ép cho nó full tất cả mọi thứ để cho nó kiểu nó mắc binh ấy. Come on, Triple S Pro. Ê, nếu mà summon không như vậy nó có ra S không ta? Hay là chỉ ra A cộng các bạn nhỉ? Tôi cũng quên mất mẹ rồi. A trừ này. Thôi cứ giữ tạm cái A trừ ấy đi. CC DD CD. Hình như là có tỷ lệ ra S nha. Quay A này. S rồi. Đây rồi. Một dòng S các bạn ơi. Nó có tỷ lệ ra được dòng S nha. Nhưng mà cực kỳ khó luôn. Tốn kém phết đấy các bạn ạ. Rồi ok. Hai dòng S rồi. Bây giờ sẽ là khóa một cái lại để kiếm Triple S luôn nha. Lại A cộng. Thôi, chấp nhận thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ có hai dòng S và một dòng A cộng nhá. À, vì cái con này nó sẽ không thể chơi được. Đâm ra là tôi đang có một cái suy nghĩ là tôi sẽ up cho nó lên Max Almighty One các kiểu đà điểu luôn. Sau đó là tôi sẽ đăng vào cái lô 29 cành mục Anime Defender trên cái link bio shop của tôi. Đấy.
Cho nên các bạn nào muốn thử vận may thì hãy click vào link bio dưới phần comment nhá. Đây rồi. Ok, tốn đâu đó khoảng tầm hơn 3.000 đá một tỷ các bạn nhá. Omachi One này, hồi nãy lúc mà chưa lên Omachi One là 2.200 đam, còn bây giờ là 9.100 đam. Như vậy là cũng không phải là một con secret có cái lượng đam quá là to các bạn ạ. Vì tất cả những con unit mới gần như là nó sẽ không thể chết được, cho nên là tôi sẽ tặng luôn cái account này cho các bạn nhá. Ai may mắn thì được, sẵn tiện là tôi sẽ tặng luôn cho cái tài khoản này là 1 triệu gem luôn nhá. Ừ, ai mà may mắn sở hữu được cái nick này thì tôi nói thật cũng là vua chúa mẹ đấy. Khá là nhiều tiền nhá. Ok, đã tặng 1 triệu gem, let's go. Cái này các bạn nhìn vậy thôi chứ hơi bị xịn luôn. Cái xịn nhất của nó tôi nghĩ là cái mớ ngôi sao đắc và ngôi sao lai này. Đấy, cái này dùng để nâng cấp này quá trời luôn. Cái này các bạn nâng cấp tẹt ga mẹ luôn. Ngoài ra còn một đống cổng này, các bạn sẽ dùng cổng này nhá. Các bạn đi lên cổng mới thích là các bạn sẽ được thêm một con secret nữa. Và đồ ăn này thì bạt ngàn mẹ luôn. Nói chung là đây là một cái tài khoản đầy đủ mọi thứ rồi anh em nhé. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái con Juno có Omachi One nó sẽ như thế nào nha. Lady and gentlemen, tôi sẽ cho các bạn thấy con secret phế nhân phế vật nhất mọi thời đại của Toilet Tower Defense. Ý là nó rất là yếu các bạn. 500 tiền là đặt ra thằng em Juno này. Một cái lượng đam cực kỳ thêm tốn là 9.000. Chắc chắn là thấp nhất trong cái dàn secret này rồi các bạn ạ. Chiêu đầu tiên của nó là Burst Chip. Đó, nếu thế nào mà nó yếu hơn, nếu thế nào yếu hơn. Thì thật ra sức mạnh của thằng này trong anime nó là, nó là thiên về gió các bạn ạ. Đây là chiêu thứ hai của nó này các bạn này. Cơ gió tấn công. Ừ đấy, nó không phá giáp được các bạn nhá. Ví dụ là như là sao, ví dụ như cái thằng Anora Spirit này, nó có một cái lớp siêu đúng không, thì nó bắt buộc phải dùng một cái đòn của nó để phá lớp siêu, và đòn sau thì nó mới tấn công vào máu được. Đấy, nói chung là rất là giỏi các bạn ạ. Ok, đến chiêu thứ ba nào. Chiêu thứ ba là gì đây? Ừ, vẫn là gió nhưng mà kiểu như là triệu hồi một đống gió tấn công vào bên trong. Ừ, hình như vậy đấy. Chiêu thứ tư của chúng ta cũng liên quan đến gió luôn, là Wingard Release. Đây là đường pausing các bạn nhé. Để coi cái thế thủ của nó như nào, thủ thế của nó khi ra đòn như nào. Come on, làm cái đó hơn đi bro ơi. Yeah, nó không đánh được mấy con bay trên trời các bạn. Các bạn nhìn đi, nó không đánh được nhá. Nâng cấp lên chiêu tiếp theo xem sao. Bây giờ chiêu tiếp theo này nó mới bắt đầu đánh trên trời được. Nhưng mà cái ok, nhưng mà đam của nó cực kỳ yếu. Bây giờ mới có đang có 73.000 đam các bạn ạ. Thôi nâng cấp lên chiêu cuối cùng luôn. Chả có mẹ để review cả. Chiêu cuối cùng của nó là một cơn bão cuồng phong. Nếu như các bạn không click vào cái thằng Asta này, các bạn sẽ tưởng đây là một chiêu AOE toàn phần. Bởi vì cái nó quá to đúng không các bạn? Nhưng mà no, nó là một chiêu AOE chỉ có một vùng thôi các bạn ạ. Bro, đó, không, nhìn như này là tưởng toàn phần đâu. Nhưng mà thật ra nếu phải toàn phần và chúng ta có một cái lượng đam level max là 78.900. Bro, yếu nhất trong tất cả những con secret các bạn ạ, đam yếu nhất. Yeah, thì theo tôi con này các bạn không nên add cho nó dòng Almighty One, mà nên cho nó cái dòng 0.2 để đặt được nhiều. Với lại là con này nó cũng phù hợp để dép đầu game các bạn ạ. Đấy, bởi vì nó đặt nó ra tốn có 500 tiền à. Đấy, chỉ thế thôi. Các bạn nhìn này, tôi cầm cái con này Almighty One một mình nó còn không thắng nổi cái map cổng của cái update này luôn. Không thắng nổi đâu, cam đoan với các bạn là không thắng nổi luôn. Đấy, bị hở rồi này, bị hở rồi này. Mặc dù là Almighty One đàng hoàng nhá, mà cái thời gian nồi dùng chiêu của nó lên đến tận 8,1 giây. Quá lâu các bạn ạ. Mà thôi, hết cái để review rồi, hết nước rồi các bạn ơi. Rồi, đây review nốt cho các bạn thằng Hứa Asta nha các bạn nhá. Thằng bạn thân của thằng Juno là Mythical này. Thằng này thì thằng Snake đã bảo được cái đẹp thôi anh ơi, chứ cũng phế vật lắm anh ạ. Đâu? Dimension Slash. Đây, cái này thì không đẹp lắm. Khi mà Evolve lên nó cởi chân thì nhìn có vẻ ngầu thôi, chứ còn như vậy cũng chả đẹp lắm. Đánh đi. Đánh đi. Ơ à, có phải nó đều đánh không anh em? Nó không đánh là này, nó bị cục tai rồi. Ủa, bro, ủa, nó đánh chưa? Em thấy đánh mà. À, tao đang bật là low quality. Nó đếu ra cái hiệu ứng chiêu. Đây. À, đây. Ok. Rồi,
Cái thằng này thì nó là thuần vật lý các bạn ạ. Nếu như nói Yuno là kiểu như thuần sát thương thì thằng này nó thuần vật lý các bạn nhá. Những cái đòn của nó liên quan đến gọi là phản đòn và tấn công bằng đại đao thôi các bạn ạ. Và dĩ nhiên đây là cái con tôi chưa có at Oimomachi One cho nên là nó cực kỳ yếu luôn. Ai cứu tao với, ai cứu tao với, không thắng nổi, cứu anh với. Thật sự đấy, thật sự đấy, Yuno với Asta ơi, một cái cặp đôi song sát thôi. Nó hủy diệt luôn cái tower defense này rồi. Đây này, nhìn cái thằng này đi. Nhìn nó phế nhân chưa? Ma đó. Slack nghĩ sao về Asta? Nói chung là Asta được cái đẹp. Được cái đẹp đúng không? Công nhận là đẹp trai thật. Nhìn rất điển trai các bạn nhá. Và khi mà sử dụng chiêu cũng rất rất là đẹp luôn. Khi sử dụng chiêu này em nhìn này, cái chiêu thức của nó này, đấy. Rất đẹp. Nhưng mà phế. Nhưng mà thôi, tại vì tôi mở một tí là ra cho nên là tôi cũng không cảm thấy tiếc lắm các bạn nhá. Bình thường thôi. Dùng để dép đầu game thì vẫn là vua các bạn ạ. Bởi vì đặt nó ra tổng có 500 tiền mà. Nó thậm chí còn rẻ hơn cả thằng khứa Asta này. Thằng khứa Asta đặt ra tận 1000 tiền đấy anh em này. Man. À. Yasuo. Vũ điệu cùng phong à. Cơn lốc xâm sách à. À được. Cái chiêu này phá giáp ngon này các bạn này. Nhưng mà tầm hơi a đuổi. Tầm thì a đuổi quá. Cứu phế nhân đi chứ, phế nhân quá. Cứu phế nhân đi anh em ơi. Mẹ gọi Gocho, gọi Shadow Dragon, gọi các kiểu ra cứu đi chứ. Asta với lại Yuno bó tay mẹ rồi. Ui, anh được cổng mythical này. Ngon. Được này. À, cổng mythical mở ra là sẽ được secret để coi bao nhiêu phần trăm nhá. 2.5% à? Đâu để mở thử coi. Ừ, 2.5% là ra cổng secret này. Đấy, ra cái cổng secret này là chúng ta lại có được thêm một con secret nữa. Bú. Alright, được rồi. Và có lẽ là cái video này cũng xin phép được kết thúc tại đây các bạn nhé. Ở video sau, các bạn hãy like cho tôi đi. Ở video sau, nếu các bạn ủng hộ thì tôi sẽ làm cái hành trình gọi là cày hai cái cổng mới trong cái game này. Là cái cổng Solar Bottle và Luna Bottle, tức là mặt trăng và mặt trời. Là hai con secret mới các bạn nhé. Và vẫn như mọi khi thôi, là cái sự kiện này nó không có cho chơi bất kể một cái điều gì cả. À, ngay cả cái ticket cũng không chơi được. Các bạn chỉ có thể dùng gem để có thể đổi ra cái ticket này mà thôi. Gem ở đâu thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi. Click ngay vào link bio ở phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. À, một cái nữa là cái tài khoản vừa rồi mà tôi chơi để mà tôi tặng các bạn á, thì chắc là tôi sẽ up nó vào khoảng lúc 5 giờ chiều các bạn nhé. Hãy canh đúng thời gian đó các bạn lên hút là được. Lô 29 cành trên Anime Defender các bạn nhé.